Chia bu hoàn toàn bay màu trong dự án Thiên Thần Hộ Mệnh. Trong họp báo ra mắt phim Thiên Thần Hộ Mệnh diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, người nổi tiếng và truyền thông. Xuất hiện tại sự kiện có dàn diễn viên chính trong phim cùng các khách mời nghệ sĩ như Salim, Trúc Anh, Ami, Hoàng Yến Chibi. Để chú ý, nữ ca sĩ diễn viên Chibu không hề có mặt ở họp báo, trong khi trước đó cô được đích thân đạo diễn Victor Vũ giới thiệu là mảnh ghép thứ tư trong bộ tứ Thiên Thần gồm Salim, Trúc Anh, Ami của Thiên Thần Hộ Mệnh. Sự vắng mặt của Chibu trong một sự kiện quan trọng thế này khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn nữa là xuyên suốt toàn bộ phim, Chibu cũng không hề xuất hiện. Mặt khác, trước đây 2 tuần, ekip Thiên Thần Hộ Mệnh từng tung một special clip hậu trường Chibu xuất hiện trong phim. Tuy nhiên, nhìn qua có thể thấy đây giống như là hậu trường quay MV hơn là phim. Vì thế, nhiều người đồn đoán rằng Chibu sẽ góp mặt với một vai diễn nhỏ, cạnh tranh cùng Salim, Trúc Anh hoặc là nghệ sĩ hát nhạc phim cho Thiên Thần Hộ Mệnh. Tuy nhiên, một số khán giả đi xem phim sớm cho biết nhạc cuối phim cũng hoàn toàn không phải do Chibu hát. Sự việc hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, xin mời cả nhà cùng theo dõi buổi họp báo cùng Sài Gòn TV Entertainment nhé! Có thể nói là chủ đề tâm linh là một chủ đề mà rất là thu hút và mang lại rất là nhiều cảm hứng cho Victor. Với Thiên Thần Hộ Mệnh thì câu chuyện tâm linh lần này là một phương tiện cho Victor khai thác những cái góc khuất trong giới showbiz. Xin lỗi cho Victor lấy cơ hội này để cảm ơn một số người đã đồng hành với Victor trong suốt thời gian qua. Victor xin lỗi trước là nó sẽ hơi dài. Khi mình sản xuất một bộ phim trong mùa dịch, thật sự nó là một cái thử thách rất là lớn. Mình luôn luôn trong một cái tâm trạng là rất là hồi hộp, không biết là khi nào phim mình được bấm máy và khi mình quay xong, không biết chừng nào phim mình được chiếu. Với phim này thì lịch quay, lịch sản xuất, lịch phát hành nó thay đổi liên tục trong năm vừa qua. Và hai lần Victor cũng phải chiến đấu với sức khỏe của mình. Nhưng Victor cảm thấy mình rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi mình luôn luôn có những người tài giỏi và nhiệt tình luôn luôn giúp đỡ mình để vượt qua những cái thử thách để thực hiện bộ phim này. Và Victor phải cảm ơn những người đó và các diễn viên, đặc biệt là 4 gương mặt tài năng và rất trẻ đang đứng trên sân khấu bây giờ. Thật sự đoàn phim này thật sự là tuyệt vời và Victor rất là biết ơn mọi người. Victor cũng muốn cảm ơn gia đình và những người thân đã luôn luôn bên cạnh Victor hỗ trợ và ủng hộ tinh thần. Mà cuối cùng Victor rất là muốn cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống mạng, cứu mạng Victor. Và vì các bác sĩ và vì các bác thì hôm nay mới có phim The Boy. Cảm ơn tất cả. Xin chào các bạn của anh. Thực ra thì trong trailer mọi người có thấy cái cảnh mà Salim và Trúc Anh bay ở trên trời. Thì nói thật là khi mà đọc kịch bản ấy, thì Salim nghĩ là một chết rồi, mình có khi là phải bay thật, nhưng mà không nghĩ rằng là bọn mình chỉ phải đứng ở ban công đấy thôi. Nhưng mà thực ra thì khi mà mọi người thấy mình ở trên ban công và đứng bay như thế thì bọn mình cũng phải tập luyện và đứng bay thật, chứ không phải là lần trước mọi người đã biết Trúc Anh là dễ thương trong sáng đúng không? Bây giờ qua đây bắt đầu có những cái hình ảnh mưu mô hơn, đáng sợ hơn. Nó chứ có sợ không? Sợ khán giả không có thương mình như hình ảnh cũ không?
Em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Và lời đầu tiên nhân đây chúc anh được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại Lotte Cinema ngày hôm nay. Và thực sự là gọi là mình có sợ không thì chắc chắn là có. Mình sợ là mình đã không đủ tốt. Mình sợ là vì mình mới trải qua một cuộc thi cũng được mọi người rất là yêu mến. Nên là dĩ nhiên mình rất là căng thẳng và rất là hồi hộp và lo sợ. Đó, thật sự. Nhưng mà chúc anh sẽ không bao giờ để cái nỗi sợ đó cản bước mình. Mình sẽ dùng cái nỗi sợ đó để trở thành động lực. Tại vì có áp lực thì mới là chân lương, đúng không? Mà ngày bên, có sợ chuyện tâm linh không? Mày đóng phim tâm linh mày hả? Gọi là Việt Nam. Em không sợ tâm linh nhưng mà em chỉ sợ là em làm không tốt thôi. Và lần đầu tiên em xin gửi đến lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại Lotte ngày hôm nay ạ. Thank you for coming. Và em rất là trân trọng tất cả mọi người đã có mặt ở đây với đoàn ekip Thiên Thần Hộ Mệnh của chúng em ạ. Thực ra thì sợ anh nhất thì thực ra thì em đều rất là quý ba bạn nữ diễn viên này. Và sợ thì thực ra em không sợ bạn nào hết. Và họ giờ thích bạn nào nhất nè? Và họ thích bạn nào nhất nè? Thích nhất hả? Thích ba bạn nhất được không? Thì em thích ba bạn đều với nhau. Ok. Ok là an toàn. Ok, vỗ tay cho dàn cast chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.